Thưa quý vị, sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ gồm ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lưu Nguyễn Minh Triết và các ông Đinh Vui, Trần Tuấn Lợi có buổi tiếp xúc cử tri ba phường Hòa Thọ Đông, Khuê Trung và Hòa Xuân sau kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri đánh giá cao những kết quả quan trọng đạt được của kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 vừa qua, tiếp tục tạo nền tảng cho thành phố thực hiện phương hướng nhiệm vụ ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội năm 2022. Cử tri đã đề đạt nhiều kiến nghị đến Hội đồng Nhân dân thành phố, nhất là các vấn đề về đổi mới kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố và tiếp xúc cử tri, kiến nghị chính phủ sửa đổi quy định về tổ dân phố, chính sách với người có công, vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, xử lý chất thải, nước thải cống uh, thoát nước thải uh, của khu sinh thái hòa xuân uh, là nhân dân là điện thoại là liên tục về cái cống uh, thoát nước thải quay ngược trở lại cho, cho nhà họ có nghĩa là không không thoát được rồi nước dâng lên là mấy ngày nay mưa là nước dâng lên lãng hắn, hắn, hắn chạy ngược lại vô nhà thì nước thải mà các làm chí biết rồi hắn đảo coi uh, như là hắn quay lại trong nhà thì hắn dơ bẩn đến vô cùng luôn trạm xử lý rác thải thuộc công ty môi trường thành phố Đà Nẵng nằm tại vị trí 390 đường cách mạng 8. Tôi thấy bức xúc nhất là trong cái khu vực đó là nó ô nhiễm kinh khủng. Nhiều người dân ở trong khu vực là chịu không nổi nhất là những cái ngày nắng nóng. Còn những cái dịch mưa này thì bắt đầu nước nó tràn ra khắp xung quanh đó. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết đề nghị quận cấm Lệ cùng các cơ quan đơn vị liên quan nhanh chóng xử lý các vấn đề cử tri quan tâm nhất là những vấn đề mang tính cấp bách như môi trường đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân ba phường hòa thọ đông khuê trung và hòa xuân cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm nắm tình hình xử lý các vấn đề xảy ra trên địa bàn của mình và thông tin kịp thời kết quả đến với cử tri về vấn đề quản lý đô thị trên địa bàn phường là chủ tịch ủy ban nhân phường phải có trách nhiệm và mọi cái phản ánh đều phải được chủ tịch ủy ban nhân phường hoặc là trực tiếp chỉ đạo xử lý hoặc là phản ánh các cơ quan liên quan nhưng phải trả lời và giải quyết đầy đủ cho cử tri chứ không để tình trạng là không biết điện đi đâu gọi phường phường không biết phường chỉ lên quận quận không biết chỉ lên thành phố cuối cùng quay ngược trở lại người dân phải gánh chịu những cái việc này là không được cho nên là đề nghị là vai trò trách nhiệm của chủ tịch ủy ban dân phường chỉ đạo công an phường hoặc các lực lượng khác liên quan nhưng phải tiếp thu và trả lời ý kiến của cử tri để cử tri biết và thông tin đầy đủ cử tri là khi có những vấn đề đó về quản lý đô thị thì phản ánh tới đâu cơ chế giải quyết thế nào để cái này hội đồng nhân thành phố sắp tới sẽ giám sát lại câu chuyện là tiếp nhận trả, trả lời ý kiến của cử tri các vấn đề liên quan sẽ giám sát cả 45 phường trên địa bàn thành phố để các đồng chí thực hiện nghiêm túc hơn vấn đề này. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, số lượng nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 vừa qua có thể nói là nhiều nhất từ trước đến nay tại một kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố. Phần lớn trong số này đều là các chủ trương quan trọng về hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đời sống người dân, có ý nghĩa quan trọng để thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022. Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khẳng định: "Tuy năm 2021 kinh tế xã hội thành phố đạt được mức tăng trưởng dương nhưng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Thành phố vẫn sẽ duy trì và đẩy mạnh hơn nữa các công tác an sinh xã hội đảm bảo đời sống cho nhân dân không để ai bị bỏ lại phía sau